Minecraft. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ kết hợp 8 cây cúp lại với nhau để tạo thành một cây cúp siêu khủng khiếp. Và mình sẽ sử dụng cây cúp này để chọi vô đầu con rồng, để coi cái đầu rồng cứng hay cây cúp mình cứng. Lâm tặc là thứ mình cần phải làm đầu tiên. Có bạn nào chơi Minecraft quá 180 phút rồi lấy tay đi đốn gỗ không ta? Này có duyên lắm mà mới gặp nè. Chà, Minecraft biết mình yêu động vật nên vừa vô cho mình gặp quá trời luôn. Đừng có chạy, đừng có chạy. Biết nãy gì không? Giờ có cho ngồi không? Chà. Ê. Hang này của nhà mày, nhiều dữ vậy. Tính ra vừa vô chưa ăn uống gì luôn á. Nấu nướng ăn cho lẹ chứ giờ skeleton nó thở thôi mình cũng chết nữa. Tiếp theo mình cần đi mai để tìm đủ số sắt để làm 8 cây cúp sắt và kết hợp 8 cây cúp này lại. Mình cần lấy thêm than để tí nữa nung sắt. À, mình tìm được những cục sắt đầu tiên rồi. Nó đang di chuyển nè. Bị đau mắt hay sao, mắt đỏ gì vậy anh trai? Bác ơi bác, con có công chuyện đi ngang đây á, bác có thể cho con mượn cái giường được không? Mình ăn chay nên cần lấy ít kiện rơm, chứ bình thường mình không có lấy. Rồi, có kèo rồi. Yeah! Biết ngay mà, cho xin cái áo luôn. Vàng, táo, người ta nói có qua thì phải có lại, để mình lại hai cục xương. U là trời, làng này nhiều kiện rơm dữ. Nhưng mà tính mình không có tham lam, lấy vừa đủ dùng thôi à, chứ không có lấy dư thêm chi hết á. Trời, bị đặt công tắc đóng mở cửa đồ này kia nữa ha. Người ta lấy tay người ta đẩy cửa vô luôn đi cho nó lẹ, còn bị đặt màu mè. Ôi, những con bò đáng yêu, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Bò ơi, ta bảo bò này, bò ăn no cỏ, bò cày với ta. Xa xa kia là những chú gà, kìa con gà trống hoa mơ, ăn no đạp mái, bạc phơ mái đầu. Hello. Cái hang này là của anh trai đằng kia. Chắc anh chưa thấy mình đâu. Mình cần thêm một ít sắt nữa thôi là đủ 8 cây cúp sắt rồi. Để mình tính coi. Một cây cúp thì cần 3 thỏi sắt. Vậy 8 cây cúp thì cần 8 × 3 = 24. Không phải khoe với các bạn chứ mình là học sinh chuyên toán á. Chuyên ngủ giờ toán. Rồi, bị anh trai này phát hiện rồi. Thiệt là mình đã không muốn sát sinh rồi. Cái này là anh tự chuốc lấy nha. Trong khi chờ đợi mặc cái áo vô chứ để bị đánh lén. Ú là trời, ngầu thiệt sự luôn. Để mình thử cúp. Wow, đào nhanh dữ. Nhưng chưa hết đâu nha, còn cái này nữa nè. Chú. Ghê không, ghê không? Cây cúp này của mình có khả năng phóng ra và tự động quay lại nữa đó. Trời ơi trời, khi cầm cái cúp này nó còn có khả năng hút cái khối đi theo mình nữa chứ. Cây cúp này chu đáo thiệt, nó sợ mình quên lụm hay sao á. Sẵn tiện mình kiếm thêm ít sắt để làm bộ giáp sắt. Ồ, trời tối. Nhưng chắc mình sợ quá. Zombie skeleton gì đâu. Lú cái đầu ra tao coi cái coi nè. Hello. Hello. Wow.
Hình như hai con zombie đó đang bàn coi con bò này nấu món gì cho ngon nè, để mình giải cứu bò. Chà, một phát đi hai anh luôn. Trời ơi. Chà, vậy sao rồng chịu nổi mình trời. Chỉ những người nào thật sự xứng đáng mới sở hữu được cây cúp này thôi. Để mình quýnh gần thử coi nó đam mạnh không nha. Người ơi, cho test đam cái nha. À, hai cái. Ủa quên, mình không có đội nón được. Đội nón làm hư kiểu tóc của mình. Anh trai ơi, đi đâu vậy anh trai? Em có dư cái nón sắt cho anh trai đội nè. Anh không lấy. Đó, để đó đó. Khi nào đổi ý thì lấy xài nha. Nhiều khi thích cái nón sắt lắm mà có mình ở đây bị đặt chảnh. Golem ơi. Chụp nè. Chào. Double kill luôn. Tôi không có làm gì ông đâu mà ông đi núp. Cái nhà này xây xấu quá, để mình đập xây lại. Để vậy nè, trống trống cho nó thoáng mát. Không biết là cái cúp mình có đào nổi obsidian không nữa. Kiểu này mẹ cúp luôn rồi. Để mình thử quăng ra coi sao. Được luôn nha. Mình cần tìm một cục đá lửa. Hình như có gì đó sai sai. Mỗi lần xuống địa ngục là mỗi lần chóng mặt. Tính ra mình vừa xuống luôn á. Nhìn tuổi trẻ chưa trải sự đời. Gì nhóc? À, đi tìm anh trai hồi nãy đúng không? Hồi nãy thấy ảnh hình như đi qua hướng bên kia kìa. Ờ à, đúng rồi, bên đây không có đâu, qua bên kia tìm ý. Tội nghiệp. Đi tìm người thân. Cái em hỏi cái pháo đài nằm ở đâu anh trai, em đi tìm nãy giờ không thấy. Anh không biết hả? Nghe làm biến đi vô quá à ta. Này thì hello. Xem đài. Chạy. Đó, thằng kia phun lửa lẹ lên đi, đang đỡ nè. Đó, đỡ trước luôn á. Tôn trọng nó thật. Ây dạ, đậu xanh ra mà. Nè, ăn cho hết. Không đánh lộn mà dám cản đường ta hả? Vàng nè. Đúng rồi. Đó. Trời ơi, còn soi mói cái gì nữa. Vàng người ta là vàng 4 số 9 chứ không phải vàng 18 đâu. Ủa đâu rồi? Rồi xong. Mới quan viên thứ hai bể mất tiêu rồi. Mày cừ gì cừ? Ta xui ta bể tự nhiên cừ. Hello. Chà. Bùm. Dữ dàng. Ê ôi cù ven ca bạc. Hello. Hả? Làm gì ở đây vậy? Công nhận con zombie này xuyên thiệt. Nó ghé vô thư viện nó đọc sách. Rồi đọc quá lú luôn hay sao? Đứng quay mòng mòng vậy. Ở trong cái lồng spawn quay chưa đã hay sao ra đây quay tiếp vậy? Ngáo nè. Ôi. Anh trai cho em hỏi cái cổng nằm ở đâu anh trai? Tìm từ nãy giờ bết quá à.
Bị ngộ độc thực phẩm hả? Gì da xanh lè xanh lét thấy thương ghê á. Nè, em không có gì hết ngoài tấm lòng cho anh ổ bánh mì á. Ăn lấy thảo nha anh. Cá bạc. Bỏ đi. Rồng ơi, ta đến đây. Nhìn nè. Trời ơi, hụt rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Rồng nè. Ui, hụt rồi. Rồng này bay nhanh dữ ta. Rồng rồi, rồng rồi, rồng rồi. Tâu ơi, không trúng, không trúng. Không biết là trúng con rồng một cái nó chết không nữa. Rồng đâu rồi, à đây đây đây. Rồng, rồng nè. U, không xin nhê. Rồng nè. Rồng nè. Chết không. Ui, cái cúp này của mình không thể tấn công con rồng. Kỳ vậy. Ô, cái cúp này mạnh dữ. Nhưng mà phải quăng đúng vị trí hay sao á. Hồi nãy mình quăng vô đít nó đâu có chết đâu. Mình phải quăng vô đầu nó kìa. Đây mới chỉ là cây cúp sắt độ lại thôi đó nha. Nếu các bạn thích bộ môn cúp độ này á thì hãy bình luận phía dưới cho anh biết nha. Tập tiếp theo mình sẽ độ cây cúp kim cương và cây cúp netherite giống như vậy, để xem nó mạnh cỡ nào. Chiu.